Theo kế hoạch thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, Bình Dương phấn đấu trong năm 2024 có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện Phú Giáo hoàn thành hồ sơ tự đánh giá, đề nghị thẩm tra, xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024, tiếp tục triển khai thực hiện đề án thí điểm mô hình xây dựng làng thông minh trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Bạch Đằng, thành phố Tân Nguyên. Đến nay, Bình Dương duy trì 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 37 trên 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Một huyện, hai thị xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Bình Dương tiếp tục phát triển kinh tế nông thôn gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy các ngành nghề truyền thống gắn với phát triển kinh tế du lịch nông thôn giữ gìn an ninh trật tự, thúc đẩy chuyển dịch lao động nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ nông thôn sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cấp huyện xã cùng với sự đồng lòng chung tay góp sức của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới đưa nông thôn bình dương ngày càng đổi mới năng động và căng tràn sức sống